Chúng ta muốn phục hồi hậu Covid, chúng ta sẽ chú ý đến các yếu tố như sau. Yếu tố thứ nhất là về yếu tố tinh thần. Tinh thần chúng ta cần phải xác định rõ là hiện nay sau khi chúng ta đã gọi là hậu Covid thì có nghĩa là xét nghiệm của chúng ta đã âm tính. Khả năng mà lây bệnh của chúng ta cũng như là khả năng nhân lên của chính bản thân con virus mà chúng ta đã nhiễm trong cái khoảng thời gian tối thiểu là từ 8 tuần về trước là đã xuống rất là thấp rồi. Đây là điều đầu tiên chúng ta cần phải xác định. Bây giờ điều thứ hai đó là chúng ta cần phải điều trị các bệnh lý nền theo các chỉ định, các phác đồ điều trị mà hiện nay chúng ta đang được điều trị. Chúng ta sẽ ví dụ như thế này. Với người bị tăng huyết áp thì chắc chắn là chúng ta cần phải uống các cái thuốc để chúng ta có thể kiểm soát được huyết áp. Những người bị rối loạn mỡ máu cũng là sử dụng các loại thuốc để làm sao có thể điều chỉnh được các cái rối loạn mỡ máu. Hoặc là những người đái tháo đường thì chắc chắn chúng ta sẽ phải uống hoặc là tiêm insulin, uống các loại thuốc để duy trì và kiểm soát được đường huyết tốt. Đây là việc mà chúng ta nên làm. Bây giờ với những người hậu Covid có các triệu chứng thì chúng ta sẽ tùy theo các triệu chứng mà sẽ có các cái điều trị khác nhau. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải đi khám và chúng ta có thể sẽ phải thực hiện một số các cái xét nghiệm theo chỉ định của các bác sĩ. Chúng ta điều trị các cái tình trạng hậu Covid khác nhau. Chúng ta cùng với nhau ví dụ một chút nhé. Nếu mà bây giờ chỉ có những cái biểu hiện khá là cơ năng mà nhẹ nhàng, tự như là đau mỏi khớp, đau mỏi lưng, cảm thấy choáng váng, hơi nhức đầu, mà chúng ta đang huyết áp tốt, đường huyết tốt, các chỉ số sinh hóa khác cũng tốt, thì có nghĩa là chúng ta chỉ cần áp dụng các cái biện pháp tiếp theo, đó chính là vận động thể lực. Chúng ta cần phải tập thể dục hàng ngày. Tập thể dục có nghĩa là chúng ta không phải là vận động thể lực hàng ngày. Ví dụ chúng ta làm việc nhà thì cái đấy không phải là tập thể dục. Chúng ta cần phải tập thể dục. Thế tại sao lại phải cần tập thể dục? Bởi vì trong quá trình bạn tập thể dục thì bạn sẽ có tập thở, bạn sẽ phải vận động cơ, vận động khớp. Nó khác với chuyện là bạn lau nhà hoặc là mình làm những cái công việc nhà thông thường thì bạn chỉ vận động một cái khối cơ nào đó, một nhóm cơ nào đó thôi. Nhưng mà khi mà bạn tập thể dục thì bạn vừa tập thở, bạn vừa gọi là làm cho khí huyết lưu thông, tăng được cái dung tích thở, tăng được cái cung lượng tim, bạn lại vận động cơ, vận động khớp và làm cho hệ thống các cái tế bào nó hoạt động được tốt. Như vậy là điều này là điều nên làm tiếp theo. Còn chúng ta sẽ tập như thế nào? Tùy theo các cái đối tượng thì tới đây thì sẽ là bắt đầu khác nhau. Với người cao tuổi chúng ta sẽ lựa chọn những cái môn nào mà nó cần phải luyện thở và phải vận động toàn thân nhưng không quá nặng. Không quá nặng có nghĩa là không làm cho cái người tập luyện này nhịp tim lên quá nhanh, nhịp thở lên quá nhanh và cảm thấy quá mệt mỏi. Hầu hết những người cao tuổi thì sẽ tập các cái môn ví dụ như là thiền, yoga hoặc là dưỡng sinh. Thế còn với người đang trưởng thành thì tập các môn gì? Chúng ta hoàn toàn có thể tập một số các môn tốt, ví dụ như là bơi lội, một số các môn bóng, đi bộ, đạp xe, chạy bộ ở cái cường độ là trung bình. Vậy là chúng ta có những cái phương án rất là phù hợp. Còn với trẻ em thì chắc chắn chúng ta biết rồi, với trẻ em thì cái hoạt động thể lực của trẻ em nó sẽ cần vận động toàn cơ thể và nó với một cái mức độ là nó mạnh hơn so với cái suy nghĩ của người lớn là trẻ em thì phải tập nhẹ nhẹ, nhưng mà thực ra trẻ em thì nên vận động phù hợp với cái sức của các cháu. Các cháu sẽ vận động như thế này, các môn tập của các cháu nó phải phù hợp với cái đặc tính lứa tuổi, điều kiện sống. Ví dụ như các cháu có thể bơi lội, các môn bóng, các cháu cũng có thể sử dụng các cái phương án như là đạp xe và chơi cùng với những người thân trong gia đình. Đây là cái cách tập luyện. Thế còn đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai thì chúng ta sẽ tập luyện các cái môn theo cái hướng dẫn của ngành sản phụ khoa thì sẽ là thuận lợi. Tới giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần nữa là để phục hồi thì về mặt dinh dưỡng, đó là điều rất là quan trọng đối với những người hậu Covid. Bởi vì gần như tất cả các triệu chứng nãy chúng ta mô tả ra, chúng ta sẽ nhận thấy hai việc. Thứ nhất là chúng ta có thể hạn chế một số các cái thực phẩm cần phải hạn chế để giảm thiểu các nguy cơ mà làm cho cái biến chứng của hậu Covid nó nặng lên, và một số các cái thực phẩm chúng ta cần phải ăn tăng lên. Chúng tôi sẽ xin nói tóm tắt như sau. Đầu tiên thì chắc chắn là chúng ta cần phải giảm bớt muối, vì lý do là nếu chúng ta ăn quá nhiều muối và các cái thực phẩm trong này có nhiều sodium thì sẽ làm tăng hai chuyện. Chuyện thứ nhất là làm tăng huyết áp, thứ hai là làm tăng cái gánh nặng cho thận và cho gan, là hai cơ quan khi mà đã bị hậu Covid nó cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều. Do đó là chúng ta cần phải giảm bớt muối và các cái thực phẩm nhiều muối, ví dụ như là nước mắm, nước tương, bột ngọt, hạt nêm, bột canh, các loại sốt. Rồi tiếp tục là chúng ta phải giảm thiểu cái cách chế biến theo kiểu kho quá mặn.
Và thêm nữa thì các thực phẩm chế biến sẵn có nhiều muối, ví dụ như lạp xưởng, xúc xích hoặc là mì gói, chúng ta phải hạn chế. Thế còn chúng ta còn cần phải hạn chế cái thứ hai, đó là hạn chế chất béo. Chúng ta phải buộc phải hạn chế chất béo ở dưới cái mức là dưới 30% tổng năng lượng khẩu phần. Bây giờ tôi sẽ có một ví dụ. Nếu mà một cái người trưởng thành chúng ta ăn cái mức năng lượng khoảng 2.000 kilocalo thì chúng ta nên ăn 25% năng lượng từ chất béo thôi. Có nghĩa là chúng ta ăn vào khoảng 500 kilocalo từ chất béo. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ ăn vào khoảng 60 gram chất béo mỗi ngày. Và chúng ta biết là 50% của nó sẽ đi từ các cái thực phẩm tự nhiên. Ví dụ chúng ta ăn thịt, ăn cá, ăn trứng, nó có chất béo ở trong này rồi. Vì vậy là khi mà chế biến chiên xào thì một người chúng ta chỉ nên sử dụng, nếu tính theo cái muỗng cà phê đầy thì chúng ta chỉ nên sử dụng từ 4 đến 6 muỗng cà phê đầy dầu ăn. Và chúng ta nên chọn các loại dầu ăn tốt, có nhiều axit béo, chưa no và chưa bão hòa mà lại nhiều nối đôi, như là omega 3, omega 6 sẽ kháng viêm rất là tốt. Đấy là cái mà chúng ta hiểu là cái phải ăn ít. Chúng ta cũng cần phải giảm bớt lượng đường trong chế độ ăn hàng ngày với những người hậu Covid. Đôi khi chúng ta cảm thấy là vì vị không ngon, bị mất mùi, mất vị, cho nên là nhiều khi chúng ta lại ăn quá nhiều đường. Điều này không nên. Lượng đường hàng ngày chúng ta nên ăn chỉ khoảng 25 cho đến 30 gram đường mỗi ngày thôi. Nếu chúng ta ăn quá nhiều đường, nó sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cái tế bào, đặc biệt là các tế bào bạch cầu. Như vậy thì lại làm giảm các cái hoạt động đề kháng của cơ thể, nên giảm đường xuống. Vậy chúng ta thấy là có rất nhiều cái phải giảm. Với người hậu Covid thì chúng ta cần phải chú ý đến một số các cái thực phẩm rất là cần thiết giúp cho phục hồi. Trước tiên là hoạt động của hệ thống các tế bào ở thần kinh trung ương. Thứ hai là hoạt động của các tế bào ở cơ. Và thứ ba là hoạt động của các tế bào hồng cầu. Như vậy có nghĩa là chúng ta rất cần các chất bột đường. Lý do là tại vì các cái thành phần từ trong chất bột đường sẽ được chuyển hóa thành đường glyco. Và ba loại tế bào bao gồm có tế bào não, tế bào cơ và tế bào hồng cầu chỉ sử dụng một loại nhiên liệu duy nhất để hoạt động, đó là glyco được chuyển hóa ra từ chất bột đường. Như vậy có nghĩa là chúng ta không được ăn low carb trong giai đoạn hậu Covid, không nên ăn kiêng và giảm lượng chất bột đường quá thấp. Chúng ta nên ăn một ngày từ 3 đến 5 bữa và tất cả các bữa chúng ta đều phải có một cái phần chất bột đường và chuyển hóa chậm. Ví dụ như chúng ta có thể chọn là cơm, có thể loại xôi, cũng có thể chọn các loại lúa mì đã tạo ra thành các sản phẩm, ví dụ như bánh mì hoặc nuôi miến phở. Và tốt nhất là nên chọn các loại nào mà nguyên cám. Và một trong những cái ứng dụng rất là phổ biến đó là chúng ta sử dụng các loại bánh mì nguyên cám cho những người hậu Covid rất là tốt. Rồi chúng ta sẽ có cái cần phải thêm. Thường thường thì chúng ta hay nói là cần phải ăn thêm các loại chất đạm có nguồn gốc động vật để cung cấp các axit amin thiết yếu. Thế để làm gì? Bởi vì là các axit amin thiết yếu nó sẽ là nguyên liệu để tạo ra các cái chất trung gian hóa học, các cái chất dẫn truyền thần kinh, và nó lại tạo ra các enzyme để tham gia vào cái quá trình chuyển hóa chất của cơ thể. Vì vậy thì chúng ta mới có thể cảm thấy khỏe hơn được. Và thêm nữa là họ gần như tất cả những người mà đã có cái biểu hiện là hậu Covid, chúng ta cũng biết là có những người bị hậu Covid hầu hết là những người đã từng trải qua cái tình trạng là bị nhiễm Covid nặng. Do đó là người ta bị mất đi một cái khối cơ khá là lớn, có cái tình trạng suy dinh dưỡng, và suy dinh dưỡng ở bệnh viện này thì mất khối cơ. Vậy chúng ta phải phục hồi bằng chính cái chất liệu, đó chính là chất đạm. Thì chúng ta nên chọn các chất đạm có nguồn gốc từ động vật. Một trong những lời khuyên quan trọng là chúng ta phải ăn các loại chất đạm trong các bữa ăn chính. Vậy chúng ta chọn các loại thực phẩm giàu chất đạm có nguồn gốc động vật là gì? Chúng ta sẽ ưu tiên chọn cá, và đặc biệt là các loại cá béo. Ví dụ chúng ta có thể chọn cá hồi, cá ba sa, cá điêu hồng, cá thu và các loại cá khác. Bởi vì sẽ giúp thứ nhất là cung cấp nhiều chất đạm. Thứ hai lại cung cấp cho chúng ta nhiều omega 3, omega 6 vốn dĩ là có nhiều ở trong các loại cá. Tiếp tục nữa thì chúng ta có một cái lợi rất là lớn, là bởi vì đặc biệt là các loại cá thì luôn luôn có nhiều chất khoáng, nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin A. Đây là một trong những cái chất có cái vai trò chống oxy hóa rất là tốt. Và nó lại là thành phần nguyên liệu để hỗ trợ cho cái việc mà tái tạo các cái tế bào biểu mô, là chỗ mà chúng ta rất là cần khi mà bị hậu Covid. Vậy chỉ cần là ăn cá. Vậy ăn cá bao nhiêu lần trong một tuần? Chúng ta nên ăn cá tối thiểu là 3 ngày trong tuần. Chúng ta có 7 ngày thì chúng ta cố gắng ăn cá trong 3 ngày. Các ngày còn lại chúng ta sẽ ăn các loại thịt. Chúng ta có thể ăn thịt gà, có thể ăn thịt heo, có thể ăn thịt bò. Và thêm nữa thì chúng ta nên cân đối bằng các loại đậu đỗ để cung cấp thêm nhiều các cái chất hóa thực vật, cũng như là cung cấp cho chúng ta nhiều vitamin nhóm B, là cái mà chúng ta rất là cần đối với những người hậu Covid, đặc biệt là những người có những rối loạn về cảm xúc, những người
bị mất ngủ, những người bị rối loạn lo âu và những người hay bị rơi vào tình trạng sương mù của não. Vậy thì chúng tôi còn có một chi tiết như thế này. Chúng ta vẫn biết là phải ăn rau và trái cây. Vậy chúng ta với người hậu Covid thì chúng ta nên ăn rau gì? Chúng ta nên tập trung vào ăn các loại rau mà nó có màu xanh. Và nếu nó có màu xanh hơi đậm thì sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ ăn các loại rau cải. Bông cải thì chúng ta sẽ chọn bông cải xanh chẳng hạn. Rồi chúng ta nên ăn các loại rau thơm. Bên cạnh đó thì bắt đầu chúng ta sẽ thắc mắc là vậy tôi có nên ăn các loại rau củ quả có màu đỏ không? Chúng ta nên ăn bởi vì thành phần của nó sẽ có lycopene, là một cái chất chống oxy hóa tốt. Đặc biệt quan trọng hơn là lycopene sẽ chống lại các cái việc mà các cái chất thải trong quá trình chuyển hóa thì nó sẽ trung hòa khá là tốt, nên là chúng ta sẽ cảm thấy là dễ chịu hơn rất là nhiều. Vậy là lượng rau, lượng trái cây chúng ta ăn hàng ngày nên như thế nào? Cố gắng với những người hậu Covid thì chúng ta cũng vẫn phải chế biến món ăn phù hợp. Chúng ta nên sẽ ăn vào khoảng 400 gram rau một ngày thì rất là tốt. Trái cây thì chúng ta có thể ăn từ 100 đến 200 gram trái cây một ngày. Và nên chọn các loại trái cây tươi và nên ăn tươi thay vì là chúng ta chế biến nó chín lên thì không tốt bằng. Ví dụ chúng tôi cũng thấy là thỉnh thoảng là các bác, các cô chú hay cảm thấy là ăn khó, cho nên là một số các loại trái cây thì lại chưng cất nó lên. Ví dụ như quả táo là chưng lên, xong rồi cắt nhỏ ra rồi dầm thêm với mật ong chẳng hạn. Thì chỗ này chúng ta, nếu mà chúng ta ăn quả táo hay quả lê tươi thì bao giờ cũng tốt hơn là chúng ta đã chưng cất và dầm lên. Bởi vì lúc này thì toàn bộ lượng vitamin C chẳng hạn sẽ đi vào cơ thể một cách rất là nhẹ nhàng và hấp thu rất là nhanh chóng, sẽ nâng được sức đề kháng cho mình và giúp cho chúng ta phục hồi sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Dạ, từ nãy giờ với những chia sẻ rất là chi tiết đến từ bác sĩ thì